liên quan đến vụ án mạng ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh mà trước đó chúng tôi có thông tin. Điều khiến tất cả phải sốc là chân dung thủ phạm và động cơ gây án. Vì tình yêu và sự cuồng ghen, những vết dao quán kiệt sẵn sàng tước đoạt mạng người. Vậy mà sau đó, sự bình thản của đối tượng càng khiến người ta phẫn nộ. Theo cơ quan chức năng, Vũ Đăng Mạnh, 24 tuổi, trú huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, và chị VTS học cùng cấp 3, có quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, ba mẹ chị S không chấp thuận mối quan hệ này, nên mai mối cho S cưới anh NTT, 25 tuổi, con của vợ chồng giáo viên. Mạnh vì cách ngăn cản đám cưới diễn ra bằng việc sát hại ba mẹ của anh T. Khoảng 23 giờ tối ngày 29 tháng 12, thanh niên này mang theo con dao bầu, giấu trong túi áo khoác, cầm theo 4 găng tay ni lông, đi bộ sang nhà ông Ghê. Sau đó, đối tượng trèo tường, bám vào dây chống sét, leo lên tầng 3 của ngôi nhà và đột nhập được vào trong. Để tránh bị phát hiện, Mạnh cởi giày, đeo găng tay, dùng đèn pin điện thoại đi đến từng phòng để xem xét. Đến 2 giờ sáng, nghi phạm đi vào phòng ngủ và xuống tay, đâm nhiều nhát, khiến ông G tử vong, bà H bỏ chạy thì đối tượng tiếp tục đuổi theo truy sát. Gây án xong, Mạnh về nhà tắm rửa, thay quần áo và đi ngủ. Đến sáng dậy vẫn đi làm bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một đoạn clip đốn tim nhiều người đang được lan truyền trên mạng xã hội. Hình ảnh trên tuyến đường tối om, nhưng dư luận lại cảm nhận được ánh sáng trong tim mình vì sự chân tình và tử tế. Theo đoạn clip ghi lại, nhóm học sinh đạp xe trên đường đi học về. Tuy nhiên, trời lúc này tối, đoạn đường lại vắng vẻ, không có người qua lại, cũng không có nhà cửa xung quanh, nên nhóm bạn đề đang tập trung để chạy thật nhanh và lòng có lẽ cũng thấp thỏm lo âu. Như vậy, một tài xế ô tô cùng chiều đi tới. Có lẽ vì hiểu hoàn cảnh, người này quyết định không vượt lên mà chạy thật chậm sau lưng để rọi đèn cho các bạn nhỏ về nhà an toàn. Xem tình huống, nhiều người thấy ấm lòng và gửi lời cảm ơn đến bác Tài tốt bụng. Các con cứ như gặp được phép màu giữa đêm tối vậy đó. Chúc bác Tài vạn dặm bình an. Mấy ngày qua, mạng xã hội gã gỡ với câu chuyện cụ bà vô gia cư nhưng lại sở hữu sổ đỏ hơn 100 m² cho chính mình đứng tên tại thủ đô. Chuyện thật mà cứ như đùa xảy ra tại Hà Nội. Khi vào cuộc điều tra làm rõ, nhà chức trách còn phát hiện ra những sự thật động trời khác. Qua công tác quản lý địa bàn, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội phát hiện nhiều trường hợp người dân thường xuyên tụ tập ở một số tuyến phố để xin ăn, gây mất mỹ quan đô thị. Việc tranh giành những món quà thiện nguyện của số người này từ các tổ chức cá nhân tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự. Qua kiểm tra trà soát, cơ quan chức năng phát hiện trường hợp hai mẹ con bà Nguyễn Thị Luân, quận Nam Từ Liêm thường xuyên hành nghề tại ngã tư Quán Sứ, Hai Bà Trưng. Mẹ ngồi bên phải, con ngồi bên trái đường, không để sót bất cứ đoàn từ thiện nào đi qua. Tại đây, công an còn phát hiện thêm một đoàn người vô gia cư khác, tất cả đều được đưa về trụ sở làm việc. Điều bất ngờ là qua đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhà chức trách phát hiện tất cả những trường hợp này đều có nhà cửa gia đình tại Hà Nội. Một số người còn có kinh tế khá giả. Riêng bà Luân, ngành chức năng tìm thấy một cuốn sổ đỏ với diện tích hơn 100 m² đứng tên bà. Tất cả những người vô gia cư này đều không thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ chăm sóc gì. Nói là bị tai biến liệt nửa người, bệnh nan y giai đoạn cuối. Nhưng đây chính là phản ứng của những số phận đáng thương ngay khi thấy bóng dáng đoàn từ thiện. Hình ảnh được phóng viên ghi lại được. Tranh cướp, xô đẩy, giành giật, kiểu nào cũng có, miễn lấy được thứ cần lấy. Rất nhiều người coi vô gia cư là một cái nghề để kiếm chắc. Bởi quà từ thiện mỗi đêm có thể lên đến mấy triệu đồng. Sự thật ngỡ ngàng khiến người ta thấm thía câu lòng tham con người là vô đáy. Chỉ thương cho những người tử tế bị lợi dụng tình thương và những phần đời thật sự khó khăn bị cướp đi một cánh tay cứu rỗi.